cả phước báo nào có được trong ngày hôm nay thì con cũng chia phước này với đạo tràng pháp hội. Cầu mong quý vị quan hệ thọ nhận đồng đều nhau cả thải ạ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin dâng mít cho ngài Trí Đức để ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Kính lễ Đại Đức Pháp Tràng, chào cô tu nữ phục hạnh, chào chị Mita, chị Hồng Nhật, chị Tâm Phương, chị Kim Nhung, chị Kỳ Lâm, chị Thiện Vũ, chị Thanh Hoàng, chị Hà, chị Kim, Đồng Hữu Kim Lê, Huynh Giang Nhất Hà, Huynh Thính Pháp, chị Trang Thư, chị Duyên và chị Sisterman. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 325. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanatayasawanda Mi Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Sopakaru Vichet Thakko Lo Kasasatha Janadam Mokko Vido Vanda Mahantam Narapu Chân này giác tâm Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trái trăng, tôi thần giáo chủ trí năng vô lượng, từ đẻ ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương pháp trầm. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi vô giác ta sát tu nô lô ca nam văn tha sa vi na ca rô cô sa văn yu bút tha bát ti phù thi sinh nhã tu văn đà ma hân tầng ra ra phù. Cha này giác tầng pháp bảo quy như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh, phá tan làm đặc dũng sinh, đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang cô quý số thô thú cái ta sát xa quá cô sát thà thú cà mô quá rá thầm mát sát khá cô nình đà và sang xa đi á nà đá rô quá rô quan đà mát hành tầng đá ra phù. Cha này giá cần tăng bảo thanh vong Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh định đi trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin lễ lễ tăng thi đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Đất thành át tế gia tề chê nó sẽ khà mê ê tu quá thanh năng tá xà vi à nú phà quê nó sẽ hát xà dê nó sẽ chặt tú. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã sâu. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 325. Quý vị hoan hỷ nhìn lên trên màn hình Phật ngôn 325 và chúng tôi sẽ đọc trước. Rồi quý vị nhận diện mật chữ xong, quý vị lên phân tích trường âm đoạn âm ha. Bây giờ chúng ta đưa bài học lên để cho quý vị thấy. Alo, quý vị thấy bài học chưa? Âm thanh chúng ta quý vị nghe rõ ha. Wow, như vậy là âm thanh cũng tương đối ha. Rồi, xà thủ, xà thủ. Câu Phật ngôn 325. Ở đây chúng ta nhìn cái phần Pali này để chúng ta phân tích trường âm và đoạn âm. Xin phép được đọc chép. Thì thôi, chữ này là mít thí hay là mít thi? Quý vị trẻ chút. Chữ mít thi ha.
cái dấu viền hơi nhỏ ha, hình như có tạp âm, đúng rồi, hồi nãy nó hết pin mới sạc, nhưng mà nghe được nha ha. Hú hú hụ à, thôi bây giờ có cái này ra hay hú hú hụ như thế gì đó. Rồi được chưa, được rồi. Mithi ya da hồ ti ma hắc ga so ya. Rồi nó chạy lên trên nữa rồi. À, quý vị coi lại ha. Câu đầu tiên. Mithi ya da hồ ti ma hắc ga so ya. À, lần thứ ba. Mithi thì gia đà hồ ti ma hắc kha sô cha. Câu đầu tiên. Câu số 2. Nít đà di tà sầm ba ri vắp ta sa di. Nít đà di tà sầm ba ri vắp ta sa di. Nít đà di tà sầm ba ri vắt tá sa di. Bây giờ ôn lại hai câu này ha. Nít thì gia đà hồ ti ma hắc kha sô cha. Nít đà di tà sầm ba ri vắt tá sa di. Nít thì gia đạo hồ ti ma hắc kha sô cha. Mít đà di tà sầm pa ri vát ta sa di. Ôn lại lần thứ ba. Mít thì gia đạo hồ ti ma hắc kha sô cha. Mít đà di tà sầm pa ri vát ta sa di. Rồi, xong hai câu đầu. Bây giờ hai câu cuối. Mahāvā rāho vā nīvā pāputtho. Mahāvā rāho vā nīvā pāputtho. Mahārāvā hō vā nīvā pāputtho. Bây giờ đến câu số 4. Pūnappūnaṃ gappamuppēti nan mando. Pūnappūnaṃ gappamuppēti mando. Pūnappūnaṃ gappamuppēti Pha-pu-ne-ti man-do. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Ma-ha-wa-ra-ho-wa-ni-wa-pa-pu-tho-pu-na-pu-nang-gap-pha-mu-pe-ti-man-do. Ma-ha-wa-ra-ho-wa-ni-wa-pa-pu-tho. Thô bu nắp bu năng gấp pha mu bề ti mạnh đồ. Ma hà hoa ra hồ hoa ni hoa bác bụt. Thô bu nắp bu năng gấp pha mu bề ti mạnh đồ. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Ôn lại nguyên câu Phật ngôn 325. Mít thị gia đà hồ ti ma hắc kha sô cha. Nít đà di tà sầm ba ri vát ta sa di. À, câu này cuối câu số 2 nó là trường âm, cho nên chỗ này chúng ta có thể nghĩ ha. Mít thì gia đà hồ ti ma hắc kha sô cha. Nít đà di tà sầm pa ri vát ta sa di. Rồi qua câu số 3, câu số 4.
Maha Vajrahu Vaniwa Paputho Punam Punang Gapphamupe Tipmando Maha Vajrahu Vaniwa Paputho Punam Punang Gapphamupe Tipmando. Cái gì gì đó, cái kim chánh là cái gì đó, chữ nhỏ xíu à, nhìn không được à, lúc này mắt mờ tai điếc rồi mà con thông cảm ha. Đây bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích ha, qua giọng đọc quý vị biết trường âm đoạn âm là cái chữ nào, chữ nào rồi ha. Bây giờ quý vị có thể lên phân tích, bắt đầu từ dưới lên đi. Alo, chiếc lá mùa xuân đầu tiên, Sister Man thứ hai ha. Rồi, chuẩn bị. Rồi, Sister Man chuẩn bị ha. Rồi, xin mời. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính chào đạo tràng. Con xin phân tích câu Phật môn 325. Mithi yada ho ti maha kaso ya. Mithi yada ho ti maha kaso ya nida yita sam pariwata pariwata ta xà gì. Mít là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, má là đoạn âm, hắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, dí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xăm là trường âm nhấn, bá rí là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, tá là trường âm. Quên, tá là đoạn âm, sa di là hai trường âm thông thường. Mít thi giá đà hồ tí ma hát giá sô tí ma hát khá sô cha nít đà di tà sầm ba ri quát tá sa di. Con xin đọc câu 3 với câu 4. Maha Vajrahu Vaniwa Paputho Punang Gapphamupe Timando. Má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, quá ní là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, bú là đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm, gáp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, mú là đoạn âm, bê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, man là trường âm nhấn, đô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Maha Vajrahu Vaniwa Paputho Pun, con xin đọc lại.
Maha vara ho vani va ba bút thô bú nắp bú năng gấp pha mu gấp pha mu gấp pha mu bề tí mạnh đồ. Con xin đọc lại câu Phật môn ba hay nào. Mít thì gia đà hồ tí ma hắc ga sô cha nít đà di tà sầm ba ri quát ta xà gì ma hà quá ra hồ quá ni quà ba bút thồ bu nắp bu nặng gấp pha mu bề tí mạnh đồ. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mít ạ. Alo, dạ, xin đạo tràng cho con biết tính hay không. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh và thưa sư, cho con xin phép được phân tích câu kinh Pháp Cú số 325. Dạ, con cảm ơn sư. Mít thì giá đà hù ti ma hắc gá sù cha nít đà di tà sầm ba ri vát ta xà dì. Mít là trường âm thông thường, thì là trường mít sẽ con xin lỗi, mít là trường âm nhấn, thì là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, má là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, dí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xăm là trường âm nhấn, bá rí là hai đoạn âm, vát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, xa là trường âm thông thường, di là trường âm thông thường. Mít thì gia đà hù ti ma hát gia sù cha nít đà di tà sầm ba ri vát ta xà di. Câu 3 và câu 4. Ma hà ba ra hồ va ni va ba bút thổ bu nắc bu nắp bu nặng bu nắp bu nặng gấp ba bu bề ti màn đồ. Má là đoạn âm, hai là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, ra hô là hai trường âm thông thường, vá là đoạn âm, ní là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, bú là đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gấp và gấp là trường âm nhấn, phá là phá mú là hai đoạn âm, b là trường âm, b là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, man là trường âm nhấn, đô là trường âm thông thường. Ma hà pa ra hồ va ni va bắp quất thô nắp bu nằng gấp pa mu bề ti man đô. Mít thì gia đà hồ ti ma hát gá sô cha nít đà di tà sầm ba ri vát ta xà di. Ma hà pa ra hồ va ni va ba bút thô bu nắp bu nặng gấp pa mu bề ti man đô. Dạ con xin hết, xin sư sửa bài cho con. Alo, 123, 123. Quý vị chính xác quá rồi, còn chỗ nào để mà sửa nữa? Alo, xin mời Huynh Thính Pháp và Sít Duyên ha. Huynh Thính Pháp có rảnh không? À, có thể lên phân tích trường âm, đoạn âm. À, Huynh Thính Pháp, rồi Sít Duyên. Alo, rồi chắc bị bận gì rồi, Huynh Thính Pháp. À, Sít Duyên, à, Sít Duyên có thể lên được không ạ? Alo, nếu mà Sít Duyên cũng bận nữa, à, thì bây giờ chúng ta có thể tiếp tục.
Sư Thiện Vũ và Sư Kim Nhung. Alo, Sư Thiện Vũ và Sư Kim Nhung. Rồi, Huynh, chúng ta đi làm, Sư Duyên cũng bận nữa rồi ha. Rồi, Sư Thiện Vũ chứ phải Sư Kim Nhung sao hả? Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ Sư Trí Giang. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc câu pháp cú 325. Đầu tiên con xin phân tích câu 1, câu 2. Mít thì gia đà hồ thi ma hắc kha sô cha mít đà chi tà sam pa ri vát tha sa di. Mít là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, giá đoạn âm, đa là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, má là đoạn âm, hắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, dí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, sam là trường âm nhấn, thá rí là hai đoạn âm, vát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, sa di là hai trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1 và câu 2. Mít thì gia đà hồ thi ma hắc kha sô cha nít đà si ta sam pa ri vát tha sa di. Con xin đọc và phân tích câu 3, câu 4. Ma hà va hồ va ni va pa put thô pu na pu năng gáp pha mu thề ti man đô. Má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, ra hô là hai trường âm thông thường, vá là đoạn âm, ní là đoạn âm, va là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, phút là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, phú là đoạn âm, náp là trường âm nhấn, phú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gáp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, phá mú là hai đoạn âm, thê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, man là trường âm nhấn, đô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 325. Mít thì gia đà hồ thi ma hắc kha sô cha nít đà di ta sam pa ri vát tha sa di. Ma hà va va hồ va ni va pa put thô pu na pu năng gáp pa mu phê ti man đô. Dạ con sai, con xin sư sửa cho con ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị. Dạ, con xin đọc câu kinh pháp cú số 325 ạ. Mít thì gia đà hồ ti ma hắc kha sô cha nít đà di ta sam pa ri vát ta sa di ma ha wa ra ho wa ni wa pa bu tho bu na bu nang ga pa mu be ti man đô. Con phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Mít là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí má là hai đoạn âm, hắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, dí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xăm là trường âm nhấn, bá rí là hai đoạn âm, quát là âm nhấn, tá là đoạn âm, sa di là hai trường âm thông thường. Mít thì gia đà hồ ti ma hắc kha sô cha nít đà di sam ba ri vát ta sa di.
di maha wa ra ho wa ni wa pa bu tho bu na pu nang ga pa mu be ti man do ma là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ra hô là hai trường âm thông thường, quá ní là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, bú là đoạn âm, náp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gáp là trường âm nhấn, phá mú là hai đoạn âm, p là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, man là trường âm nhấn, đô là trường âm thông thường. Maha wara ho wani wa babutho bunabunga famu peti mando mithi jada ho ti mahakaso chanit dajita sambari watasaji maha wara ho wani wa babutho bunabunang Gamu pe ti mando. Dạ con đã đọc và phân tích xong ạ. Con xin xuống mic ạ. Dạ kính nhờ sư sửa giúp ạ. Dạ xin kính mời vị kế tiếp. Kính cảm ơn đạo tràng nghe. Sa thú sa thú, hôm nay chị Trực Lan mùa xuân lên mở hàng. Vị nào đọc cũng hay, cũng chính xác ha. Hoan hỷ quá. Bây giờ mời huynh Giang Nhất Hà và Sĩ Thanh Hoàng ha. Alo, huynh Giang Nhất Hà lên trước và Sĩ Thanh Hoàng lên sau. Rồi, cảm ơn, xà thủ. Dạ, Nam Mô Bụt-tha-ya, Nam Mô Tham-ma-ya, Nam Mô Sang-kha-ya. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Quý Tăng, Quý Cô Tu Nữ cùng Thần Đệ Đạo Tràng. Dạ, con xin phân tích câu pháp cú 325. Dạ, Mithi yada ho ti mahakha so janit dajita sambari watasayi. Dạ, câu số 1 và câu số 2. Mith là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí, má là hai đoạn âm, hắc là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nít là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, dí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, sam là trường âm nhấn, bá rí là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, sa di là hai trường âm thông thường. Dạ không biết đạo tràng còn nghe không ạ? Dạ con phân tích tiếp câu số 3 và câu số 4 ạ. Maha wara ho wani wa babutho punapunang gaffamupe ti mando. Má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, quá ní là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, put là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, bú là đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gấp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, mú là đoạn âm, b là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, măng là trường âm nhấn và đô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại bốn câu. Mithi yada ho ti mahakha so janit
đà di tà sam ba ri wat ta sa di ma ha wa ra ho wa ni wa ba bút thô pu nắp pu năng gấp pha mu bê ti măng đô. Dạ con xin xuống mic, có sai nhờ sư sửa giùm ạ. Con xin mời về kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Pháp Trang, Cô Tu Nữ Phúc Hạnh, và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 325 ạ. Mít thi gia đà hồ ti ma hắc ca sô cha nít đà chi ta sam pa ri vát ta sa di ma ha va ra hồ va ni va ni vi va pa po tho pu na pu nang gap pha mu pe ti man do gap pha mu pe ti man do mít thì ra đà hồ ti ma ha ma hắc ga so cha nít đà di ta sam pa ri vát ta pa ri vát ta sa di. Mít là trường âm nhấn ạ, thi là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, đa là trường âm, hô là trường âm thông thường, tí má là hai đoạn âm, há là trường âm nhấn, hắc là trường âm nhấn, gá là khá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nít đa là hai trường âm. Nít là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, dí là đoạn âm, ta là trường âm, xăm là trường âm nhấn, pá, rí là hai đoạn âm, quách là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, sa di là hai trường âm. Con đọc lại ạ. Mít thì gia đà hồ ti ma hắc ha sô cha nít đà di ta sam pa ri quách ta sa di mít thì ra đà hồ ti ma hắc kha so chan chanit đà giác chanit đà chanit đà di ta sam pari wat ta sa di. Câu ba câu bốn ạ. Ma ha qua ra hồ quani qua pa put thô pu nắp pu nang gấp pha mu pe ti man do ma ha qua ra hồ quani qua pa put thô pu nang gấp pha mu pe ti man do. Má là đoạn âm ạ, ha là trường âm thông thường ạ, quá là đoạn âm ạ, ra hô là hai trường âm thông thường ạ, quá là hai đoạn âm ạ, qua là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, put là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, pú là đoạn âm, ná là trường âm nhấn, pú là đoạn âm, năng là trường âm giọng nguyên âm, gắp là trường âm nhấn, phá, mú là hai đoạn âm, p là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, măn là trường âm nhấn, đô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại ạ. Mít thì gia đà hồ ti ma hắc khắc sô cha nít đà di ta sam pa ri vát ta sa di ma ha qua ra hồ qua ni qua pa put thô pu na pu nang gấp pha mu pe ti man đô. Mít thì gia đà hồ ti ma hắc kha sô cha nít đà di ta nít đà di ta sam pa ri vát ta sa di ma ha qua ra hồ qua ni qua pa put thô pu na pu nang gấp pha mu pe ti man đô. Dạ con xin hết, con xin ngài sửa cho con ạ.
Sa thú, sa thú, Huynh Giang Nhất Hà và Sĩ Thanh Hoàng cũng phân tích không có sai chỗ nào, rất là tiến bộ. Bây giờ mời Sĩ Hà và Sĩ Tâm Phương. Alo, Sĩ Hà có chiếc máy không? Sĩ Tâm Phương chuẩn bị ha. Alo, alo, Sĩ Hà. Rồi, xong Sĩ Hà là Sĩ Tâm Phương nha. Dạ, con kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ sư trí đức, sư pháp trang và các cô tu nữ đạo tràng, và con xin chào bài. Bích thi giá đà hồ tí ma hát khá sồ chá nít đà đi tà sầm bá ví quách ta xà đi. Bích là trường âm nhấn, thi là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, má là đoạn âm, hát là trường âm nhấn. Dạ không biết đạo tràng có nghe không? Con biết đinh má là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm. Bích thì giá đà hồ tí má hát khá xô chá nít đà đi tà sầm ba ví quách ta xà đi. Nít là trường âm nhấn, đa là trường âm thông thường, lý là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xăm là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, bá lý là đoạn âm, quách là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, xa đi là hai trường âm thông thường. Mít thì giá đà hồ tí má hát khá sồ chá nít đà đi tà sầm ba ri quách ta xà đi. Ma hà quá và hồ quá ni và ba phút thồ bú nắp bú nằng gắt gắt phá mu phệ tí mành đồ. Má là đoạn âm, ha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, qua hô là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, quá ní là hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, bá là đoạn âm, phút là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường. Ma hà quá là hồ quá ní và bá phút thô bú nắp bú năng gắt phá bú phề tí màn đồ. Bú là đoạn âm, nắp là trường âm nhấn, bú là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gáp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, mú là đoạn âm, phề b là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, men là trường âm nhấn, đồ là trường âm thông thường. Con xin đọc lại. Ma hà quá ra hồ quá ni quà bá phút thồ bú nắp bú năng gắt phá mu phề tí màn đồ. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Mít thì giá đà hồ tí ma hát khá sồ chá nít đà di tà sầm bá ri quách ta sàn đi ma hà quát nà hồ quá ni quát ba phút thô bú nắp bú năng gắt phá mú phề tí màn đồ. Dạ con có sai xin ngại sử, con xin trao mít lại.
123 123 khi tâm phương không có trước máy rồi. Trong cái phần phân tích này, quý vị có thấy cái chỗ nào thắc mắc không? Trường âm, đoạn âm. Hôm nay thì vị nào phân tích cũng chính xác, cũng rất là chuẩn. Nhưng mà còn những vị khác, những vị mới, những vị mới có thấy tại sao không? Tại sao phải là nó là trường âm thông thường, nó là trường âm nhấn, nó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, và tại sao nó là đoạn âm? Quý vị mới có sự thắc mắc nào không? Quý vị cứ mạnh dạn chúng ta học và hỏi. Alo, quý vị cứ mạnh dạn lên. Đạo hữu Karuna, thấy con vô cũng hơi thường xuyên ha. Đạo hữu Karuna có gì thắc mắc không? Rồi, quý vị cũ cũ có cần lên phân tích không? Chúng ta học thắc mắc chỗ nào hỏi chỗ đó nha. Vậy rồi cái phần này nó trôi qua, quý vị hỏi lại thì nó cũng mất thời gian. Chúng tôi gợi ý để cho quý vị có những cái sự thắc mắc thì cứ đưa lên để chúng ta giải quyết. Tại sao phải đọc như thế này, tại sao phải đọc như thế kia, và đọc sao cho nó đúng, đọc đừng có sai ha. Thì quý vị thắc mắc thì quý vị cứ đưa tay ha. Rồi, như vậy là không có ai thắc mắc ha. Bây giờ quý vị phân tích xong, bây giờ cái giọng đọc của chúng ta sao cho nó liên lạc nè. Trường âm, đoạn âm quý vị đã nắm vững ha. Bây giờ chúng ta đọc trước câu Phật ngôn 325. Câu cuối câu số 2 nó là một trường âm. Chính vì vậy chúng ta có thể dừng ở trường âm này ha. Chia cái câu này ra làm hai. Chúng ta có thể dừng ở trường âm cuối câu số 2. Mít thì gia đà hồ ti ma hắc kha sô cha ni đà di tà sam pa ri quát ta sa di ma hà wa ra hồ wa ni wa pa pu thô pu na pu năng gấp pa mu bề ti man đồ mít thì gia đà hồ ti ma hắc kha sô cha ni đà di tà sam pa ri quát ta sa di ma hà wa ra hồ wa ni wa ba pu thô pu na pu năng gấp pa mu bề ti man đồ mít thì gia đà hồ ti ma hắc kha sô cha ni đà di tà sam pa ri quát ta sa di ma ha wa ra hồ wa ni wa pa pu thô pu na pu năng gấp pa mu bề ti man đồ mi thi ya đà hồ ti ma ha kha so cha ni đà di ta sam pa ri quát ta sa di ma ha wa ra hồ wa ni wa pa pu thô pu na pu năng gấp pa mu bề ti man đồ. Như vậy câu này có hai cách đọc, quý vị muốn đọc theo cách nào cũng được, miễn sao trường âm đoạn âm rõ ràng ha. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Xà thủ để Đức Pháp Trang mà lên là chắc đạo tràng linh động lắm. Cung tịnh để Đức Pháp Trang. Nam mô Phật Thầy Giá. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ ngài Chí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Dạ, con xin được
Tiên Phong đọc câu Pháp Cú số 325. Mithi yada ho te maha kaso chanit da yita sampagivattasa ji maha vara ho vaniva paputto punapunang gappamupe ti mando. Mithi yada ho te maha kaso chanit da yita sampagivattasa ji maha vara ho vaniva paputto punapunang gappamupe ti mando. Mithi yada ho te maha kaso chanit da yita sampagivattasa ji maha vara ho vaniva paputto punapunang gappamupe ti mando. Mithi yada ho te maha kaso chanit da yita sampagivattasa ji maha vara ho vaniva paputto punapunang gappamupe ti mando. Giờ con đã đọc xong, bây giờ thấy bàn tay của Sức Đình Minh, xin mời Sức Linh đọc Nam Mô Bụt Thầy. Hello, dạ con xin tri ân sư Pháp Trang, dạ con xin trả bài câu Kinh Pháp Cú số 325. Mithi ya da hu ti ma hap ya su ya nit đà di đà sam ba ri vát ta sa di ma ha vát ra ho va ni va ba vút thô bu nắp bu nặng gấp ba mu bề ti man đồ mít thị gia đà hồ ti ma hát gia sô cha nít đà di đà sam ba ri vát ta sa di ma ha vát ra ho va ni va ba vút thô bu nắp bu nặng gấp và mu bề ti màn đồ. Dạ con sai. Dạ xin hỏi đạo tràng có nghe con nói không? Dạ. Dạ cho con xin đọc lại một lần nữa. Mít thì gia đà hồ ti ma hát gia sô cha nít đà di đà sầm ba ri vát ta sa di ma hà vát ra hồ va ni va ba bút thô bu nắp bu nặng gấp ba mu bề ti màn đồ. Dạ con xin hết. Dạ alo alo ạ. Dạ dạ cảm ơn thiện Vũ, dạ cảm ơn chị Như Quang, cảm ơn Thanh Hòa. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ cùng các anh chị. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 325 ạ. Mithi ya da ho ti maha kha so cha nit da di ta sam ba ri wa ta sa ji maha wa ra ho wa ni wa ba bu tho bu na pu nang ga pha mu pe ti man do. Mithi ya da ho ti maha kha so cha nit đà di ta sam ba ri wa ta sa di ma ha wa ra ho wa ni wa ba bu tho bu na bu nang ga pha mu be ti man do. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Dạ thân mời thiện Vũ ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu Pháp Cú 325 ạ. Mithi ya da ho ti mahakkhaso cha nidda yita sampariwattasa ji mahavara ho vanipa paputtho punat punang gappamuppe ti mando. Mithi ya da ho ti mahakkhaso cha nidda yita sampariwattasa ji maha vara ho vaniva paputtho punat punang gappamuppe ti mando. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Giá con. Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Vậy là Meta dược mít của cô Hà hay gì rồi phải không? Dạ, xin lỗi bị máy không có thấy. Rồi thấy lên nói bạn là người kế tiếp thành ra Meta đọc. Vậy lỗi Xích Hà ha. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang cùng chư công đức tăng. Con đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phục Hạnh, cô tu nữ Tị Duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng và con cũng xin trả bài câu pháp cú 325 ạ. Mít thi gia đà hồ ti ma hát kha sô cha nít đà di ta sam ba ri vát ta sa di ma ha wa ra hồ wa ni wa ba bút thô bú nắp bú năng gặp phá mu bê ti man đồ mịch thị gia đà hồ ti ma hắc kha sô cha nít đà di ta sam ba ri vát ta sa di ma ha wa ra hồ wa ni wa ba bút thô bú nắp bú năng gặp phá mu bê ti man đồ. Dạ con xin hết, không biết có chỗ nào sai thì xin Ngài sửa cho con ạ. Con xin trả má lại cho đạo tràng. Dạ Nam Mô Bụt Thà, con kính ảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào đạo tràng và con xin trả bài. Mít Thi Đà Hồ Tu Ma Hát Kha Sô Cha Nít Đà Ni Tà Sầm Ba Ri Quách Ta Sà Di Di Ma Hà Wa Ra Hồ Wa Ni Wa Ba Phú Thổ Bú Nắp Bú Năng Gá Phá Mú Bề Tí Màn Đồ Nít Thì Gia Đà Hồn Tú Ma Hát Kha Sô Cha Nít Đà Di Tà Sầm Ba Ri Wa Sà Di Ma Hà Wa Ra Hồ Wa Ni Wa Ba Phú Thổ Bú Nắp Bú Năng Gá phá mu bề ti màn đồ. Nít thì giá đà hồn tu ma hát kha sô cha nít đà di tà sầm ba ri quách ta sa di. Ma hà wa ra hồn wa ni wa ba phu thô bu nắp bu năng gá phát mu bề ti màn đồ. Dạ con xin trao mít cho vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 325 hôm nay ạ. Mít thi ya đà hồ ti ma hát kha sô cha nít đà di ta sam ba ri vát ta sa di ma ha wa ra hồ wa ni wa ba bút thô bu nắp bu năng gấp pha mu bề ti man đồ mít thi ya đà hồ ti ma ha kha sô cha nít đà di ta sam ba ri vát ta sa di ma ha wa ra hồ wa ni wa ba bút thô bu nắp bu năng gấp pha mu bề ti man đồ. Dạ con xin xuống mic, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng, kính chào quý đạo tràng, con xin đọc câu pháp cú 325 ạ. Mít thi cha đà hồ ti ma hắc kha sô cha nít đà di tạ sam pari vát ta sa di
Maha vara hu vani va pa put tho punat punang gap pha mu pe ti man do nit thi ya da hu ti mahak ka so cha nit da si ta sam pari vat ta sa ji Maha vara hu vani va pa put tho punat punang gap pha mu pe ti man do Nít thì gia đà hồ ti ma hắc ca kha sô cha nít đà di ta sam pa ri vát ta sa di ma hắc ma ha va ra hồ va ni va pa put tho pu na pu nang gấp pha pu mê ti man đồ. Dạ con xin hết, con xin sư sửa cho con kính tri ân sư ạ. Kính chào đạo tràng ạ. Dạ con xin đảnh lễ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu văn 2 năm. Mithi yada ho ti mahak kaso chanita yita sampari watasa yi Maha wara ho wani wa paputho punapunang gap Pamupe ti man đồ mít thì gia đà hồ ti ma hắc ca sô cha nít đà di tà sam ba ri quát ta sa di ma ha wa ra hồ wa ni wa ba bút thồ bu nắp bu nằm gấp phá mù gấp phá mù bề ti man đồ Mít thì gia đà hồ ti ma hắc ca sô cha nít đà di tà sam ba ri quát ta sa di ma ha wa ra hồ wa ni wa ba bút thồ bu nắc bu nặng gấp pha mu pề ti mạnh đồ. Dạ con đọc xong con xin xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thăng Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con đánh kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà quý cô thương nữ, con kính lễ cô thương nữ Phúc Hạnh và con kính lễ cô thương nữ Tuệ Duyên và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con cảm ơn Đạo Tràng cho con biết âm thanh rõ. Con xin đọc bài câu Pháp Cú 325 ạ. Cảm ơn Sis Như Quang đã đưa bài lên ạ. Mithi yada ho ti mahak kaso janit da yita sambari vakta sayi Maha wara ho wari wan paputho punapunang gafamu be ti mando Mithi yada ho ti mahak kaso Chanit đà di tà sam ba ri wa tà sa ta sa di Maha wa ra ho wa ni wa ba bút thô Bu na bu nang ga pha mu bề ti man đồ. Con xin đọc lại. Mít thi ya đà ho ti ma hắc kha sô chanit đà di tà sam ba ri vát ta sa di ma ha wa ra ho wa ri wa ba bút thô bút na bút năng gấp pha bu mê ti pan đồ. Dạ con đã đọc xong, con sai xin ngài sửa lại giùm con. Dạ kính mời đạo tràng lên đọc bài tiếp ạ. Nam mô Bích Tha Giá, con cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá, Nam
Mô Tham Gia Nam Mô Sang Kha. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Bửu Như Quang Thanh Hoàng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang. Cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh nữ tệ duyên, Nhật Quỳnh kính lễ cô Phúc Hạnh, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cô tự duyên trả bài chưa cô? Dạ, cô có trả bài không? Thì Nhật Quỳnh nhường mic cho cô bài trước. Dạ, kính mời cô trả bài trước. Dạ, gia thú xin Nhật Quỳnh. Nam mô Đức Tha, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Đạo Tràng. Thế bây giờ tự nhiên xin đọc Kinh Pháp Cú. Số 325. Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Mít thị gia đà hồ tí ma hát gá sổ chân nít đà hi tà. Sambariwatasa di mahawara ho waniwa paputho punangapamupe timando mithi yada ho ti mahagaso chanitda yita sambariwatasa di mahawara ho waniwa paputho thô buna bunang gáp phá mu pe ti man đồ mít thị gia đà mít thị gia đà hồ ti ma ha so chan di đà di đà sam ba di wa ta sa di ma ha wa ra hồ wa ni wa pa put thô buna bunang gáp phá mu pe ti man đồ. À, dạ, tự nhiên đã đọc xong. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ kính mời Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ tại duyên. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được trả bài. Bà 25. Dạ, cảm ơn Như Quang, cảm ơn đạo tràng. Mít thị gia đà hồ tì ma hạt khát sơ cha nịt đà di tà sam ma ri vát ta sa di ma ha quá rạ hồ quá ni quà và bột thở bùn nập bùn năng gặp phá mũ bề tì mạnh đồ. Mít thị gia đà hồ tì ma hạt khát sơ cha nịt bà di tà sam Pariwatasa di Mahawara ho Vaniwa Babuttho Bunap Bunang Gap Phamube Timando. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con có đọc sai, Ngài chỉ dạy lại cho con. Dạ, trong đạo tràng còn vị nào chưa trả bài, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ ha. Trả bài Kinh Pháp Cú câu 325. Mít thị gia đà hồ tí ma hấp ca sô chánh nít già di tà sàm thơ đi quắp ta xà dì Má hà qua rào hồ qua nít quà phá múc thô phúc nắp phúc nặng gấp phá múc phê tí măng đồ. Mít thị giá đà hồ tí má hấp khá sô chá nít già di tà xàm phá rí quắp ta xà dì. Má hà qua rào hồ qua nít quà phá múc thô phúc nắp phúc nặng gấp phá múc phê tí măng đồ.
Mít thì gia đà hồ tí ma hấp ca sô. Mít thì gia đà hồ tí ma hấp ca sô. Chá nít già di tà sàm phá rí vắc ca xà dì. Má há quá rà hồ quá nít quà phá múc thồ. Phúc náp phúc nằm gáp phá múc thề tí măng đồ. Nịt thi ya da so ti ma hap ga so cha nịt ya yi ta sam pa ri wa ta sa yi ma ha wa ra ho wa nịt wa pa muk tho phu na phu nang ga pa muk pe ti mang do nịt thi ya da ho ti ma hap ka so cha nịt ya yi ta sam pa rít quáp ta sa yi ma ha wa ra ho wa nít wa pa múc thô phu na phu năng ga pa múc phê ti măng đô. Người ưa ngủ tham ăn hay ăn lớn nằm lăn lóc qua lại chẳng khác heo no bụng, kẻ tu nhập thai mãi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ổng đi sửa cái máy rồi, ổng không có càm ràm bữa nay đâu. Ông mất càm ràm, cho ông càm ràm đi. Hù chả máy. Alo, 123, 123, Sít Hà. Bàn tay cứ đưa lên máy. Sít Hà có chiếc máy không? Cái bàn tay của Sít Hà chẳng thể lưu thông ha. Cái người đầu tiên thì đọc trôi chảy, người cuối cùng thì đọc sau kỳ cục quá nhỉ? Hả? Cái chữ này mà đọc làm sao là đọc chữ gia. Cái câu số 2. Câu số 2 Nít đà di ta. Nít đà di ta. Mà tại sao chữ đa này là đọc chữ gia? Hả? Học giỏi quá. Rồi bây giờ muốn sửa giọng ha. Nít đà di ta chứ không phải nít da ha. Rồi chị Hà ơi, cho ăn cho ăn đậu đỏ đi ha. Nãy giờ cứ đưa tay hoài. Như vậy là nhớ nha. Chỉ nít đà di ta chứ không phải nít da. Máy gì thấy bấm lên thấy rõ ràng nè. Rồi xong, bây giờ chúng ta đi vào từ vựng. Giọng đọc quý vị tay rất là chuẩn. Giọng đọc rất là chuẩn. Bây giờ nhìn cái mặt chữ để chúng ta biết được những cái từ này ý nghĩa ra sao ha. Rồi, câu đầu tiên Mít thi gia đà hồ ti ma hắc sô cha. Mít thi gia đà hồ ti ma hắc kha sô cha. Câu đầu tiên chúng ta có 5 từ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ mít thi do cái từ mít thi. Nó do cái từ mít thá nha. Mít thá nó là một danh từ trung tính. Mít thá có nghĩa là cái tính chậm chạp. Chậm chạp. Nhưng mà ở đây mít thi nó chỉ về sự sở hữu của cái từ mít thá. Đây là một danh tính từ ha. Một danh tính từ nam tính. Và chữ mít thi nó đứng trong cái dạng chủ từ số ít. Bạch Tham Ma Ekavachana Vipatti. Mít thi có nghĩa là biến nhát, chậm chạp, lờ đờ. Mít thi biến nhát, chậm lụt, lờ đờ. Rồi. Rồi cái từ thứ hai gia đà. Gia đà là một trạng từ quan hệ. Gia đà là khi nào?
Rồi thứ ba là hô tí, đây là một động từ, và căn ngữ của động từ này là căn ngữ phu, có nghĩa là thì. Đây là một động từ số ít. Động từ số nhiều của nó là hôn tí, còn đây là hô tí ha, là thì. Rồi cái từ thứ cái từ mahakaso, mahakaso, mahakaso do hai từ là do từ mahanta là có nghĩa là maha, nó là một tính từ. Maha có nghĩa là nhiều. Rồi khaso do cái từ khasa, khasa đây là một tính từ có nghĩa là người ăn, nhưng mà nó được chia theo chủ các số ít và tham ekawachana vipatti, cho nên khasa biến thành khaso. Khaso là người ăn nhiều, người ham ăn, người ăn nhiều, người ham ăn. Mahakaso là ăn nhiều, ham ăn. Dĩ chá có nghĩa là và. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2. Hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Câu số 2. Nít đà dĩ tà sầm bà ri quắc tà xà dì. Nít đà dĩ tà sầm bà ri quắc tà xà dì. Câu số 2 có hai từ. Nít đà dĩ tà là một. Sầm bà ri quắc tà xà dì là hai. Chữ nít đà dĩ tà. Nít đà dĩ tà. Do cái từ nikda, nikda nó là một danh từ nữ tính, akaranta ithilinga. Nikda là sự ngủ ha, sự ngủ. Và thêm di tú ở phía sau, di tú ở phía sau nó được chuyển qua chủ từ số ít, nó biến thành di ta ha. Nidda yita có nghĩa là người ngủ mê, người ham ngủ. Nidda yita là người ham ngủ, ham ăn mê ngủ. Rồi cái từ thứ hai, sambariwattasa gì, sambariwattasa gì. Ở đây do hai từ sampariwatta là một, sa di là hai. Sampariwatta có nghĩa là lăn lóc, cuộn tròn. Do cái căn nghĩa watta, watta là lăn chuyển hay là luân hồi hay là xoay vòng. Sampariwatta là lăn lóc, cuộn tròn. Rồi từ thứ hai là sa di, sa di. Sa di ở đây nó là một danh tính từ, có nghĩa là nằm ngủ. Sa di là nằm ngủ. Vậy thì sampariwatta sa di, nằm trăn trở, nằm lăn lóc. Nằm trăn trở, nằm lăn lóc. Từ thứ hai, nằm trăn trở, nằm lăn lóc. Như vậy thì câu số 1 và câu số 2, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Mithi yada ho ti mahakkhaso chan nidda yita sam pariwattasa yi. Mithi yada ho ti mahakkhaso chan nidda yita sam pariwattasa yi.
hai câu này cho chúng ta ý nghĩa. Khi mà biến nhát và ăn nhiều, ngủ mê nằm trăn trở, đó là ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. Bây giờ qua câu số 3. Ma ha wa ra hu wa ni wa pa put tho. Ma ha wa ra hu wa ni wa pa put tho. Câu số 3 chúng ta có hai từ. Ma ha wa ra hu wa là một, và ni wa pa put tho là hai. Cái chữ Maha-wa-ra-hu-wa do ba từ cộng lại ha. Chữ Maha là một, Wa-ra-ha là hai, rồi I-wa là ba. Chữ Maha do cái từ Mahanta. Mahanta có nghĩa là mập, to lớn. Mập, to lớn. Nó là một tính từ hả? Maha. Rồi cái từ Waraha. Waraha nó là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga. Waraha có nghĩa là con heo hay là con lợn. Con heo hay là con lợn. Và cái từ Iwa ở phía sau là ví như. Iwa ở phía sau là ví như. Ví như con heo mập. Ví như con heo mập. Đó là ý nghĩa cái chữ Maha Wa Ra Hu Wa. Rồi, từ thứ hai, Niwa Paputho. Niwa Paputho. Niwa Paputho do hai từ Niwa Pa và chữ Putho. Niwa Pa nó là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga. Niwa Pa là vật thực. Là vật thực. Và chữ Putho do từ Putha. Buddha ở đây nó trong cái dạng quá khứ phân từ. Đã được nuôi dưỡng. Đã được nuôi dưỡng. Vậy thì Niwa Paputho có nghĩa là được nuôi dưỡng bằng vật thực. Niwa Paputho được nuôi dưỡng bằng vật thực. Vậy thì câu số 3 này, Maha Vara Hu Vani Va Paputho, ví như con heo mập được nuôi dưỡng bằng thực phẩm. Now battery, please charge. Get out, head bin. Câu số 3, Maha Vara Hu Vani Va Paputho, ví như con heo mập được nuôi dưỡng bằng thực phẩm. Rồi. Rồi bây giờ đến câu cuối cùng ha. Câu cuối cùng, Pu nắp pu năng gấp pha mu bề ti man đồ. Pu nắp pu năng gấp pha mu bề ti man đồ. Chữ Pu-na-pu-năng tức là do cái từ Pu-na. Đây là một bất biến từ. Lại nữa tức nghĩa là Pu-na-pu-năng là hết lượt này đến lượt khác, hay là mãi mãi, hay là liên tục,
Phu Nắp Phụ Năng ý nghĩa là như vậy. Đợt này đến đợt khác, liên tiếp mãi mãi tiếp tục vân vân. Rồi rồi gấp pha mu bề tị, gấp pha mu bề tị do cái từ gấp thân cộng với u bề tị. Chữ gấp thân do cái từ gấp phá, gấp phá nó là một danh từ nam tính Akron Pháp Phung Linh Gá. Và cái từ gấp phá này được chia theo đối các số ít đối tỷ gia quỷ pháp tỷ ê các quá trình A. Cho nên gấp phá biến thành gấp phân. Gấp phân là bào thai hay là thai bào, bào thai hay thai bào cũng giống vậy. Rồi chúc đại đức cả an vui ha. Rồi gấp phân xong. Ubeti đây là một động từ, có nghĩa là đi đến hay là tái sanh hay là gần kề, đi đến gần kề một kiếp khác. Ubeti động từ số ít. Vậy thì gấp phân xong ha. Rồi Ubeti tức là đi đến bào thai, tức là tái sanh qua bào thai, hết lực này đến lực khác. Rồi thêm chữ mando nữa chứ. Chữ mando do cái từ manda, nó là một danh từ nam tính Akrantap Pumlinga. Và manh đá này được chia theo chủ các số ít Bạch Tham Á Ê Câu Quá Chá Ná Vì Phát Tí. Cho nên manh đá biến thành manh đồ. Manh đồ có nghĩa là kẻ ngu. Manh đồ là kẻ ngu. Vậy thì câu cuối cùng này, Phu Nắp Phu Năng Góc Pha Mu Bề Thi Mành Đồ, Phu Nắp Phu Năng Gấp Pha Mu Bề Thi Mành Đồ, kẻ ngu sanh vào bào thai lượt này đến lượt khác. Kẻ ngu sanh vào bào thai lượt này đến lượt khác. Như vậy thì câu Phật ngôn 325 cho chúng ta một ý nghĩa. Khi mà biếng nhác và ăn nhiều, ngủ mê nằm trăn trở như là con heo mập được nuôi dưỡng bằng thực phẩm, kẻ ngu sanh vào bào thai hết lực này đến lực khác. Xin lặp lại. Khi mà biếng nhác và ăn nhiều, ngủ mê nằm trăn trở như là con heo mập được nuôi dưỡng bằng thực phẩm, kẻ ngu sanh vào bào thai lượt này đến lượt khác. Và ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: những người hôn ám ngu si, ham ăn mê ngủ, ly bì thối thay, heo no nằm đóng cước nhầy, thay vào sanh thú kiếp này kiếp kia. Những người hôn ám ngu si, ham ăn mê ngủ, ly bì thối thay, heo no nằm đóng cước nhầy, thay vào sanh thú kiếp này kiếp kia. Và ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ ngũ ngôn: người ưa ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Người ưa ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Như vậy thì ý nghĩa tự vững chúng ta cũng đã thông qua. Quý vị thấy có chỗ nào hơi rắc rối, quý vị thấy chỗ nào rắc rối thì cứ mạnh dạn. Như vậy là không có gì ha, không có gì thắc mắc ha. Rồi bây giờ chúng ta qua một cái phương pháp khác. Ở đây
câu Phật ngôn này thay vì 8 từ như chúng ta thường học gọi là 44 ha. Nhưng mà ở đây không phải là như vậy. Nó sẽ là 443 có nghĩa 12 từ. Một câu tới 12 từ. Vậy thì theo cái phương pháp mà khi chúng ta kể thì phải kể theo cái nhịp gọi là 443. 443 đọc như thế nào? Bây giờ chúng tôi đọc trước ha. Cái gì không thắc mắc mà thấy buồn thì mình là theo hết kiếp này đến kiếp khác. Xong mà có thần thông sao biết mình là con heo từ kiếp này đến kiếp khác ha? Nếu mà nói cái chắc đây cái câu này đó là một vị tỳ khưu thì cái câu này chắc chắn là vị này bị lột y rồi ha, khoe pháp bậc cao nhân ha. Bởi vì mình biết mình là cái gì ha, cái đó nguy hiểm mà. Nếu là tỳ khưu chắc lên câu này là hay là khoe pháp pháp bậc cao nhân là rồi. Thôi bây giờ học đi ha. Đây nhớ đây là 12 từ. 12 từ thì cái cách mà chúng ta kể quý vị cũng phải nắm bắt một tí. Để rồi gặp hoàn cảnh nào chúng ta cũng nên hòa nhập ha. Chúng tôi xin đọc xem. Mithiya da ho ti maham kha so cha nin da di ta sam pariwa tasayi mahawara mahawara ho waniwa paputho punang punang gap hamube tinando mithi yada ho te maham kaso cha ninda yita sam pariwak tasayi mahawara ho waniwa papuntho punang punang gap pamube timando. Đọc lại thì lần thứ ba ha. Mithiyada ho timaham kasuja nindayita sampariwak tasayi mahawara ho wamniwa papuntu punam punang gam papumpe tinando. Người ơ ngủ ăn lớn nằm lăn lóc qua lại chẳng khác heo no bụng kẻ ngu nhập hai mãi. Khó quá hả? Alo, xin mời bàn tay của quý vị nhớ 443 cái âm điệu là 443. Ai là người xung phong trước này? Hồi nãy nghe chị Kim kể cái thấy tự nhiên thấy nó rụng rời. Rồi bây giờ chị Kim có thể liên kể lại 443 được không? Thấy bàn tay đưa lên. Bà con chuẩn bị ha. Tôi thấy sư con mắc cười quá. Sư chỉ con, sư ngày nào mà sư không càm ràm con, ngày đó chắc sư ăn không có ngon miệng hết sư. Trời ơi, người ta nói bàn tay có 5 ngón, ngón dài, ngón ngắn sư. Con người ta đó cũng vậy nữa đó. Người miền Nam cũng vậy á. Người miền Nam thì tôi đi mình ên bắt cá gô bóng gỗ, cá gô quậy nghe gô gột gột á. Còn người miền Trung, en en tắt đèn đi ngủ hàng cá chén lợn nhen nhen ren á. Còn miền Bắc ha. Thế thì chúng ta phải hồ hởi tiến theo con đường có bắt đi, con đường cắt đi sẽ là bi đát á, bi đát là bền vững luôn á. Trời ơi, dễ lắm hả sư ha. Thôi sư kỳ này kia càm ràm dữ rồi. Thôi để con lọc lại nghe sư. Để con đọc kề, con đọc rồi,
Rồi mà bà sư la con sợ quá, giờ con đọc lại nữa. Mithiya da ho ti ma ham kha so cha nit da yi ta sam pari wa ta ya sti ma ha wa ra ho wa nit wa pa muk tho pu na pu nang gam pa mu pe ti mang do ni Mithiya da ho ti ma ham kha so cha Ni da yi da sam parit vam sayyai Mahawara ho vanit va pamukto Puna punang gap pamupe ti mang do Mihi ya da ho ti maham kaso cha Ni da yi da sam parit vam tasayi Mahawara ho vanit va pamukto Puna punang gap pamupe ti mang do. Người ưa ngủ ham ăn, tức là cái thứ độ mê ăn ham ngủ, nằm lăn lóc qua lại chẳng khác heo no bụng. Con heo mà no bụng ấy sư, nó đâu có la gì đâu, khi nào nó đói bụng lại là ế ế vậy đó. Còn nghe mấy bà con hay nói vậy, dưới quê nói vậy á. Kẻ ngu nhập thai mãi, tức là luân hồi hoài đó. Hồi nãy con thấy cô Kim Dung nói kiếp trước làm heo, kiếp này làm heo. Trời rõ ràng cô ấy đang là người mà cô nói cô biết kiếp sau cô làm heo rồi đó sư. Còn bái phục cô luôn nữa sư. Trời ơi, cái này gọi là cái gì bệnh dẫn nữa sư. Con xin trả máy lại. Yeah, alo, 1, 2, 3, 4. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh của tự yên không ạ? Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức thần. Kính chào đạo tràng. Con xin kệ câu pháp cú số 325. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Mithiya da ho ti ma ka so cha Da yi ta sambari wat ta sa yi mahawara o wani wa babu moto buna punang gapamu be timando Mithiya da ho ti maha kaso cha Nidadiya sambariwata sayi Mahawara ho waniwa babuto Buna punang gapha mube timando. Người ưa ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Mithiya da ho ti maha so cha nidadita sambariwata sayi mahawara o waniwa babuto buna punang gapamu beti tìm mấy quá ta gì mà ha qua ra hơn và đi qua bắn bu năng gặp hòa mua bê tim anh đồ
những người hôn ám ngu si, ham ăn mê ngủ ly bì thổi thay, heo no nằm đẫm cứt nhầy, thai bào sanh thú kiếp này kiếp kia. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú kính mời bàn tay Thiền Vũ. Con xin kính đảnh lễ sư Tôn Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Sư Tăng, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin kệ cô Pháp Cứ 325. Mịt thi gia đa ha hô ti ma ha tha sô cha mịt đa di ta ha sam ta ri vát ta sa di ma ha ta ra ha hô va ni va tha phu thô phu nạp phu năng gặp sa mô phê ti man đô mịt thi gia đa ha hô ti ma ha tha sô cha mịt đa di ta ha sam ta ri vát ta sa di ma ha ta ra ha hô va ni va tha phu thô phu nạp phu năng gặp sa mô phê ti man đô. Người ưa ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mệt đi ya đa ha hô ti ma hắc ha sô cha, mệt đa di ta ha sam đa ri vát ta sa di. Ma ha ta ra ha hô va ni va bát bút thô pu nạp pu năng gáp pa mu phê ti man đô. Những người hôn ám ngu si, ham ăn mê ngủ ly bì ối thây, heo no nằm đống cứt nhầy, thai bào sanh thú kiếp này kiếp kia. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ trong đầu tràng. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Và con kính lễ cô tu nữ, không biết cô tu nữ Phúc Hạnh còn đây không. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng cho con biết hơn tín hiệu là âm thanh rõ. Dạ, con kính xin kệ câu Pháp Cú 325 ạ. Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng nhiều. Dạ. Mịt thi ya đa hồ chi ma hăng kha sô cha ni đa di ta sam ba ri văn ta si sa yi ma ha wa ra ho wa ni wa ba put tho pu nam pu nam ga pha mu ve ti man do. Người ưa ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mịt thi gia đa hồ thi ma hăng kha sô cha ni đa di ta sam ba ri văn ta sa yi ma ha wa ra ho wa ni wa ba bút thô pu nam pu nam ga pha mu be ti man do. Những người hôn ám ngu si, ham ăn mê ngủ ly bì thối thay, heo no nằm đống
nhầy, thai bào, sanh thú, kiếp này, kiếp kia. Đó là bản chuẩn ngữ của Hòa Thượng Dưới Đức. Dạ, niệm từ đã kể xong. Dạ, niệm từ cảm ơn cô Từ Duyên. Dạ, kính mời đạo tràng lên kể tiếp. Dạ, dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, cảm ơn Sĩ Nhật Quỳnh. Cảm ơn Sĩ Giang, Quỳnh Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, con xin lãnh lễ. Con xin lãnh lễ đạo tràng. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin kệ câu Phật môn 325. Mithiyada hoti mahakkhaso cha nida Nidayita sambari watasayi Mahawara ho wani wapaputho Putna putnang gafamu peti mando. Người ưa ngủ, ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Mithiyada hoti mahakkhaso cha nidayida nidayita sambari watasayi mahawara wani wapaputho Puna punang gafamu petimando. Những người hôn ám, ngu si, ham ăn mê ngủ, ly bì thối thay, heo no nằm đóng, cứt nhầy, thai bào sanh thú kiếp này kiếp kia, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Nhà con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy. Sa tu sa tu. Câu Phật ngôn 325 là một câu Phật ngôn hơi khó. Khó ở đây tức là cái câu này tới 12 từ. Mỗi câu tới 12 từ. 11 nhé, 11 từ. Và cái giọng kinh cũng khó mà giọng kệ cũng khó. Nhưng mà quý vị thể hiện hôm nay thì rất tốt, nhất là qua giọng kinh. Còn cái giọng kệ thì sao cũng được, miễn sao chúng ta cảm thấy thư giãn, nhẹ nhàng chút. Cái giọng kinh thì nghiêm túc quá thì như vậy hôm nay quý vị cũng đã thể hiện rất tốt. Bây giờ chúng tôi ôn lại và đi vào duyên sự. Mít thi giá đào hủ tế ma khách Nidda Yita Sam Parivatta Sayi Mahawara Ho Vaniva Paputho Punapunang Gappamube Timando. Mithi Yada Ho Timahakasu Nidda Yita Sam Parivatta Sayi Mahawara Ho Vaniva Paputho Punapunang Gappamube Tha mũ bề tiếp mạnh đồ. Người ưa ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, đang khát heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Câu Phật ngôn này nói về một vị vua, đó là Đức vua Pasenadipo-sala. Ý nghĩa của cái câu Phật ngôn này tức là người thiếu khí, ăn quá độ. Khi mà hôn mê thì thích ngủ, ngã lăn nằm dài như con heo to,
mà họ nuôi bằng thức ăn thừa như vậy. Người ấy sanh từ cái kiếp này đến kiếp khác cứ truyền miên mãi mãi là như vậy. Thì Đức Phật khi ngài người tại chùa Kỳ Viên đề cập đến vị vua tên là Vajjanadipotasana. Một ngày kia Đức Vua ăn uống quá độ, không có thiết chế, không có kiểm soát được Phật thực. Rồi đi đến ý kiến Đức Phật, thân hình thì mệt mỏi khó chịu, nhưng mà ráng kham nhẫn cái sự hôn mê, mãi lo nhìn quanh bẩn chỗ này chỗ kia. Và lúc bây giờ thì Đức Phật mới hỏi rằng: Này Đại Vương chưa được nghỉ ngơi hay sao mà lại đến đây? Bạch Đức Thế Tôn, vì con ăn no quá độ nên cảm thấy khó chịu. Đức Phật mới dạy rằng: Này Đại Vương, người mà ăn uống thiếu tiết độ thường cảm nhận sự khổ đau. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 325: Mít thì gia đào hù tí ma hắc thạ sù tá nít đà dí tà sầm pá rí quắc tá xà dì ma hà quá rà hù quá ni hòa pá phụ thù phu nắp phụ năng góc phá mũ bề tí mạnh đồ. Người ưa ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác theo no bụng kẻ ngu nhập thai mãi. Vậy ý nghĩa câu Phật ngôn này, Đức Phật đã nói lên cái ý nghĩa để cho Đức Vua tiết chế lại cái lời, cái vấn đề ăn uống. Bởi vì theo lời dạy của ngài thì chúng ta thấy rằng kiểm soát được, chế ngự được cái vấn đề ăn uống thì chúng ta sẽ được khỏe mạnh. Bởi vì cái câu mà người ta thường nói là căng da bụng thì nó dùng da mắt. Trong vấn đề ăn uống thì chúng ta cũng phải tiết chế, phải biết giảm thiểu, đừng có ăn no quá độ. Và khi ăn no quá độ như vậy thì chúng ta sẽ hôn mê, chúng ta sẽ thích ngủ. Và sự ăn ngủ đó chẳng khác nào được ví dụ giống như một con heo được nuôi dưỡng bằng những thực phẩm cơm thừa canh cặn, nhưng mà rồi nó coi như ham mê trong cái vấn đề đó, để rồi nó cứ sanh phú triền miên. Khi Đức Phật tuyên dạy như vậy về Đức Vua ăn uống nên có tiết độ thì thân thể mới khỏe mạnh, tăng thêm niềm kính mến nơi Đức Phật. Và Đức Vua cúng dường trọng thể trọn 7 ngày, và đến ngày thứ 7 thì Đức Phật ngài phúc chúc chính cái hội chúng nơi đó chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn rất là đông. Nhân sự này cho chúng ta thấy rằng nhiều cám thì heo mặc sức ăn, ăn no mặc sức cứ nằm lăn, người khôn chẳng giống như heo ú. Tiết độ nơi mình từ giới răng, nhà vua lúc trước mọc nặng nề vì lẽ uống ăn quá phù phê, sao khỏe nhờ ra công giảm thực, đồng thời cũng giảm được si mê. Giảm thực ở đây tức là tiết chế trong ăn uống, và chính tiết chế trong ăn uống cho nên ngài mới được chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, cho nên giảm được cái vấn đề si mê vô minh là như vậy. Trong duyên sự của Phật ngôn này thì quý vị thấy có cái điểm nào để chúng ta được học hỏi? Alo, còn 9 phút nữa, mời sự đóng góp ý kiến của quý vị. Rồi, Sa Thú Sĩ Nhật Quỳnh, xin mời. Dạ, Sa Thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay.
na ơn cư tu nữ Tệ Duyên. Dạ con xin phép cầm mic để tri ân ngài, cũng như con chia sẻ chút xíu hiểu biết của con trong bài học này, và cũng có một việc con cũng phải cầm mic nên một công ba chuyện con làm. Con xin phép đạo tràng Nhật Quỳnh cầm mic trước nha, rồi mời cô Tệ Duyên và mời đạo tràng Nhật Quỳnh chỉ cầm mic vài ba phút thôi. Dạ theo như bài học này thì con thấy được một điều là mình ăn uống mình phải biết tiết độ, mình đừng ăn quá nhiều. Mình ăn quá nhiều nó sẽ no, mà nó no no quá thì rồi lại ăn nhiều bữa. Như ở Mỹ này thường ăn ban đêm, nên mà ở Mỹ này mà không khéo thì người nó ù ra, mà nó ù ra thì nó rất là nặng nề. Mà hãy nó ù ra nó nặng nề thì mình làm biếng này mình thích nằm ngủ hơn. Và nên ở Mỹ này là phải áp dụng cái lời của Đức Phật dạy với Đức Vua Bassanadi, Bassanadi Kosala, chứ nếu không là không tiết giảm, không mà nhớ tới cái mập thì thôi ăn bảo đảm một tháng thôi cô tôi nữ thì vậy lên 5kg liền, bảo đảm luôn, Quỳnh bảo đảm với cô Tự Duyên luôn đó. Dạ, nên là tiết giảm theo lời dạy của Đức Phật là rất là tốt cho sức khỏe. Dạ, Nam Mô Bích Thai á, đó là cái câu con hiểu được trong bài học ngày hôm nay. Và con cũng kính bạch với ngài và kính thưa đạo tràng, có một vị Phật tử nhờ con bạch với ngài là cho vị này hùng một cái bát, và sẽ có người đem đến chùa Ngọc Đà. Con xin ngài ghi nhận. Và vị này tên là Huỳnh Thị Nguyệt, dạ gia đình Huỳnh. Dạ con kính ghi ngài ghi nhận, và sẽ có người đem đến chùa Ngọc Đà. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, sa thú xích Nhật Quỳnh có vài lời chia sẻ. Thì Tệ Duyên cũng có vài lời chia sẻ với đạo tràng. Và trước hết thì kính tri ân ngài. Câu pháp cú hôm nay thì chúng ta biết rằng trong thời Đức Phật, vua Bassanadi cũng vì ăn cho nên là cái thay thì mập, rồi bệnh hoạn, không có làm gì được hết. Thì cho nên Đức Phật, đến Đức Phật, trình đến với Đức Phật thì mới có câu pháp cú này. Thì tất cả, nếu mà như vị tỳ kheo thì Tệ Duyên biết được, trước khi mỗi buổi sáng như vậy đó, là khuya tụng kinh, là cũng tụng kinh xong những bài kinh Phật Pháp Tăng, thì có qua cái bài quán tưởng về vật thực, trú xứ và thuốc, tất cả là bốn. Mà trước khi như vậy là mình phải quán tưởng vật thực này thì mình dùng vừa đủ, mình tiết độ vừa đủ để nuôi thân cho mình một ngày. Ví dụ như một ngày mình ăn 2 chén cơm thì mình phải ăn 1.5 chén thôi. Có nghĩa mình tiết độ để chi, để thân người cho nó nhẹ nhàng, khỏe mạnh, để mà mình dễ tu tập. Chứ nếu mà ăn với ngủ vậy thì đâu có thời gian đâu. Nó bị hôn trầm, rồi nó trì kéo mình không thể tu được. Ví dụ như mình tự nhiên có lúc mà mình ăn lố một chút xíu thôi, tự nhiên ngồi trước máy là nó cứ kéo, nó bị con mắt mình nó muốn sập xuống. Chứ đừng nói chi mà ăn quá độ. Thì qua câu Phật ngôn này, Tự nhiên cũng kính tri ân ngài
với cùng với đạo tràng đã cùng nhau tu tập, và bây giờ chỉ còn lại một phút, chỉ còn có một phút nữa thôi là đã hết giờ. Dạ, bây giờ con kính cung thỉnh ngài quay trở lại trước máy. Dạ, con thấy tín hiệu của ngài. À, xa thố, xích nhật quỳnh, cô tu nữ tuệ duyên. Và qua duyên sự của câu Phật ngôn 325. Tức là chúng ta thấy sai, phải biết sửa. À, tức là ở đây vua Vasenadi có cái quyết định là ham ăn mê ngủ, lợi dưỡng, và con người rất là mệt mỏi, rất là khổ đau trong cái vấn đề ăn và ngủ. Vẫn biết rằng có thực mới vượt được đạo, nhưng mà có thực cũng vừa phải thôi. Chứ ăn nhiều quá thì được ví giống như con heo ở đây. Tức là người ưa ngủ thì ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại chẳng khác heo no bụng, cái ngu nhập thai mãi. Vậy thì duyên sự của câu Phật ngôn này có khuyết điểm, cho nên Đức Phật mới nhắc cho Đức Vua phải tiết độ Phật thực, cũng giống như cô tự duyên vừa nói. Tu là phải sửa. Sửa cái gì? Sửa tính tham lam thành vô thí, sửa tính ganh tị bằng quan hỷ, sửa tính ích kỷ bằng vị tha, sửa tính vô tâm bằng hòa nhã, sửa tính cố chấp bằng buông xả, sửa tính hẹp hòi bằng bao dung, sửa tính cao ngạo bằng khiêm tốn, sửa tính khinh khi bằng kính mến, sửa tính bi quan bằng tích cực, sửa tính lười biếng bằng siêng năng, sửa tính hơn thua bằng nhẫn nhịn, sửa tính si mê thành trí tuệ. Như vậy thì duyên sự của Phật ngôn này chúng ta thấy sai là phải sửa, đó chính là sự tu tập mà chúng ta nên cố gắng. Với câu Phật ngôn 325 cho chúng ta một bài học để trong cuộc sống của chúng ta nhìn lại cái khuyết điểm của mình, và theo lời Phật dạy để trở thành một người công dân tốt, một người con có hiếu với cha mẹ, và nhất là sự tu tập của chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin hoan lục vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Nghe tên là sau chúc quá chê nạc sau thủy vô hô thủ sắp bạch đà. Do lời chân thật này, kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin mời chị Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ. Alo, chị Hồng Nhật ơi.